Đền Đồng Bằng. Đền Đồng Bằng tọa lạc trên đất An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, là nơi thờ Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình, người có công lớn trong việc bình thục giữ nước và chiêu dân lập ấp, xây dựng Giang Sơn xã Tắc từ buổi sơ khai. Đây là ngôi đền đã tồn tại 4.000 năm từ thời vua Hùng trên đất Thái Bình. Dù ai buôn bán đâu xa, 22 tháng 8 giỗ cha thì về. Dù ai buôn bán trăm nghề, 22 tháng 8 thì về làng tôi. Tục truyền vào đời Hùng Vương thứ 18, nhà nước bị ngoại bang xâm lấn, Long Cung Hoàng Thái Tử Giao Long, con của Lạc Long Quân và người thiếp Ngọc Nữ, đầu thai vào một gia đình vùng cửa sông Vĩnh thuộc Trang Hoa Đào, đất Việt, An Lễ, Quỳnh Phụ bây giờ, giúp vua đánh giặc. Ngài cùng hai em 10 tướng, quan lớn thượng, quan đệ tam, quan đệ tứ, cho đến quan điều thất, tức là Hoàng Mười, quân sư quê ở Nùi, Tứ Kỳ, Hải Dương, 28 vị nội tướng và binh sĩ, chỉ trong 3 ngày xuất quân đã đánh tan giặc trên 8 cửa biển nước Nam. Từ đó, ngài có tên là Vĩnh Công, tức là trọng nhân phát tích trên sông Vĩnh. Ngày 25 tháng 8 âm lịch năm Bính Dần, Vĩnh Công thác về trời để ghi nhớ công ơn ngài. Người dân đã tôn ngài là vua cha Bát Hải Đại Vương, coi ngài như cha mẹ của dân. Đền thờ Vĩnh Công Đại Vương Bát Hải Động Đình từ xa xưa đã nổi tiếng linh ứng. Các triều đại sau này như Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn đều tái sắc phong cho ngài. Vĩnh Công được coi là thượng đẳng thần của đất Lạc Việt. Hội tháng 8 âm lịch tại đền hội tụ muôn phương dân Việt về chiêm bái lễ cầu. Câu thành ngữ dân gian tháng 8 giỗ cha, tháng 3 giỗ mẹ chính là để chỉ hội tháng 8 ở đền Đồng Bằng. Đây được coi là đi trình về tạ của các bản hội tín ngưỡng trong toàn quốc từ xa xưa. Tọa lạc trên khuôn viên 11.000 mét vuông, đền Đồng Bằng là một công trình kiến trúc đồ sộ với tầng tầng lớp lớp các cung của 13 tòa 66 gian liên hoàn khép kín với nét chạm trổ tinh vi, hàng trăm câu đối đạ tự sơn son thiếp vàng. Theo phong thủy, đền tọa lạc trên thế đất đẹp, cát vượng hổ trầu, lăng tụ biểu tượng cho sự bền vững và hưng thịnh. Cổng đền kiến trúc theo kiểu đại vương tam tọa vọng lâu đời nhà Nguyễn với ba cửa. Cửa trung môn là cửa chính môn to rộng, chỉ mở vào những ngày đại lễ. Cửa tả hữu môn được mở thường nhật để khách vào đền. Lầu trên của tòa cổng chính gọi là lầu kính thiên, viết bốn chữ Bát Hải Động Đình khổ lớn. Bước qua cổng tam quan là nơi tổ chức đại lễ tế công đồng cho những ngày lễ trọng. Chính giữa cung đệ tứ là tấm hoành phi cỡ lớn để ba chữ Phúc, Du, Đồng. Tiếp theo là cung đệ tam, đệ nhị với lối bài trí thiết tự phong phú, thể hiện sự thanh hư thoát tục